Vừa qua tại thành phố Hưng Yên, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN NPC, Công ty Điện lực Hưng Yên đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2017. Đây là một trong những hành động thiết thực nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Sự kiện đã thu hút hàng ngàn người dân tại Hưng Yên và các tỉnh lân cận. Ngay từ khi chiến dịch giờ trái đất được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2009, EVN NPC và các công ty điện lực thành viên đã tích cực tham gia hưởng ứng. Bên cạnh việc đảm bảo đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội ở 27 tỉnh thành miền Bắc, các đơn vị còn quyết tâm biến nhận thức thành hành động thiết thực để bảo vệ nguồn năng lượng. Chương trình hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2017 của EVN NPC đã có sự tham gia của đại sứ giờ trái đất 2017 và hơn 2.000 học sinh, sinh viên, tình nguyện viên đang sinh sống và học tập tại tỉnh Hưng Yên. Tiết kiệm điện là một cái chương trình như tôi nói là nó xuyên suốt từ trong các hoạt động của đơn vị. Năm 2016 chúng tôi tiết kiệm được khoảng 55 triệu kWh và dự kiến năm nay khoảng 58 triệu. Thế nên là đây chỉ là một cái sau cái chương trình này thì công ty đã có cái chương trình đầu năm là công ty đã xây dựng một cái chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện từ đầu năm và sau đây là chúng tôi vẫn thực hiện tất cả các hạng mục từ là thay đèn tiết kiệm điện, thay bóng đèn compact, rồi các cái hoạt động tuyên truyền vẫn tiếp tục. Hưng Yên hiện là một trong những địa phương đi đầu trong công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện. Nhờ những nỗ lực này, năm 2016 sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh đạt 55 triệu kWh. Trên cơ sở này, năm 2017, Hưng Yên phấn đấu tiết kiệm đạt 58 triệu kWh trở lên. Ở công ty điện lực Hưng Yên thì hàng năm ấy là cũng tuyên truyền đến tất cả người dân và thông qua các hình thức như là phát trên loa truyền thanh của các xã này và trên đài truyền hình này và cũng nhiều các kênh để thông tin, nên là cái việc tiết kiệm của người dân thì tôi cũng thấy là tiết kiệm hiệu quả. Ví dụ mình sẽ dùng hợp lý, khi mà sử dụng trong gia đình thì những bóng đèn mà cần thiết thì mình bật, còn nếu mà không thì mình cũng tắt đi. Trong ngày hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm nay, tại Hưng Yên đã diễn ra nhiều hoạt động như xếp chữ 60 cộng tại quảng trường thành phố Hưng Yên, đạp xe hưởng ứng giờ trái đất, giao lưu âm nhạc. Ngoài ra, băng rôn cùng hàng ngàn tờ rơi, poster được treo dán rộng rãi tại các quận trọng điểm, chỉ riêng tại thành phố Hưng Yên. Ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng và nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội ngày càng đòi hỏi một cái nguồn năng lượng rất là nhiều. Thì chúng tôi mong rằng và cũng đề nghị là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước là không ngừng đổi mới công nghệ để có những cái trang thiết bị để sử dụng tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất. Đồng thời cũng tăng cường tuyên truyền vận động bà con nhân dân cũng như là các doanh nghiệp làm sao sử dụng năng lượng một cách hợp lý, một cách tiết kiệm để làm sao chúng ta vừa có trách nhiệm bảo vệ trái đất của chúng ta ngày càng xanh sạch đẹp, đồng thời cũng là sử dụng năng lượng một cách hiệu quả. Sự kiện hưởng ứng giờ trái đất năm 2017 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của các đại diện cơ quan ban ngành cùng hàng trăm cán bộ, công nhân, người lao động của Tổng Công ty, các tình nguyện viên và đông đảo người dân tỉnh Hưng Yên. Điều này thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Tổng Công ty nói chung và Hưng Yên nói riêng trong việc tiếp tục đẩy mạnh trong công tác tuyên truyền và hoàn thành tốt mục tiêu về tiết kiệm điện năm 2017.